ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đàn ông bán đầy trên động cơ khi chuyến bay Phú Quốc đi Hà Nội bị trễ hơn 1 tiếng. Công an đu ròng rọc vào rẫy bắt quả tang đối tượng trồng lén hơn 400 cây cần sa. Cháy và nổ lớn tại một tiệm sửa xe ở Đồng Nai. Thủ đoạn hỏi thuê nhà để ăn trộm điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Cập nhật mới diễn biến chiến sự tại Ukraine. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 17 tháng 4. Sáng nay, ngày 17 tháng 4, Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2022 diễn ra trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của cả ngàn chuyên gia tư vấn. Ngày hội nằm trong khuôn khổ chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2022 do báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức. Tại khu vực tư vấn của ban tổ chức, học sinh và phụ huynh sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Các chuyên gia cũng cho biết sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi, giải đáp mọi thắc mắc cho học sinh và phụ huynh về thông tin tuyển sinh, kỳ thi đánh giá năng lực, việc lựa chọn phương thức xét tuyển và tư vấn chọn ngành chọn trường. Chiều 16 tháng 4, chuyến bay của Vietnam Airlines từ Phú Quốc đi Hà Nội đã phải lùi giờ khởi hành hơn 1 tiếng để xua đàn ông bám vào động cơ. Cụ thể đó là chuyến bay VN1234 thực hiện bằng máy bay Airbus A321 dự kiến khởi hành từ sân bay Phú Quốc đi sân bay Nội Bài lúc 17 giờ 10 phút chiều 16 tháng 4. Tuy nhiên, khi máy bay đang đổ ở sân bay Phú Quốc, bất ngờ một đàn ông xuất hiện bám vào động cơ số 1 của máy bay. Vì vậy, các nhân viên mặt đất đã phải xua đàn ông khỏi động cơ máy bay để phi công có thể khởi động động cơ an toàn. Sau khi đuổi được đàn ông, chuyến bay cất cánh đi Hà Nội trễ 1 tiếng so với giờ khởi hành. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, đàn ông bám vào động cơ máy bay chuyến VN1234 đang đổ tại sân bay Phú Quốc và động cơ đang dừng hoạt động. Theo ông Thắng, việc ông bám vào động cơ, cánh máy bay, các phương tiện phục vụ mặt đất ở sân bay không phải hiếm khi xảy ra. Ông Thắng cho biết, các sân bay đều có sẵn đồ chống ong đốt để xử lý những trường hợp như thế này. Ông bám vào khu vực sân máy bay hay máy bay đều phải xua đuổi để phòng tránh việc hành khách, nhân viên hàng không bị ong đốt hoặc ong chui vào động cơ. Khoảng 20 giờ 30 tối ngày 16 tháng 4, người dân gần khu vực xã Bình Minh, huyện Trảng Bom nghe một tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện khói lửa bốc lên từ tiệm sửa xe của anh Tê. Tuy nhiên, do tiệm sửa xe khóa kín cửa, bên trong chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai và huyện Trảng Bom đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến chữa cháy. Bước đầu xác định đám cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi tiệm sửa xe ven quốc lộ 1 cùng nhiều tài sản bên trong. Đến sáng nay, ngày 17 tháng 4, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn khiến một tiệm sửa xe ven quốc lộ 1 bị cháy rụi. Tại Đắk Lắk, ngày 17 tháng 4, Công an huyện Buôn Đôn cho biết vừa phát hiện hơn 400 cây cần sa tại khu rẫy vắng thuộc thôn 8, xã Ehua. Ngay sau đó, Công an xã Ehua đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vào cuộc xử lý. Tại hiện trường, chủ rẫy là Nông Văn Lâm, 44 tuổi, trú tại xã Chu Cà Nia, khai nhận khoảng tháng 2 năm 2022, trong khi vào mạng xã hội thấy có đối tượng giới thiệu về cây cần sa, Lâm đã tìm hiểu rồi mua một túi hạt giống với giá 600.000 đồng đem về gieo ươm. Khi cây lên được khoảng 15cm thì Lâm đem trồng ở khoảng đất rộng hơn 345m2, khuất sau đám cây cà phê và nhiều loại cây khác của gia đình. Tại Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa cho hay đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Văn Phúc 19 tuổi, Trần Quang Minh 27 tuổi và Trần Quốc Bảo Ngọc 26 tuổi cùng trú tại thành phố Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, ngày 12 tháng 4, cả 3 đối tượng Phúc, Minh và Ngọc đã đột nhập vào một phòng trọ ở khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, lấy trộm một xe máy hiệu SH150, 2 điện thoại, 2 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng và số tiền mặt khoảng 40 triệu đồng cùng một số tài sản có giá trị khác với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Quá trình điều tra truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến nay, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên, thu giữ chiếc xe máy hiệu SH150 trả lại cho người bị hại.
Còn tại Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 4, Công an huyện Lập Thạch cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Văn Thắng, 24 tuổi, ở xã Triệu Đề để điều tra hành vi cướp tài sản sau 17 giờ gây án. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4, Công an huyện Lập Thạch nhận được tin báo cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại của chị N ở xã Triệu Đề bị một thanh niên lạ mặt đội mũ bảo hiểm loại trùm đầu, sử dụng dao khống chế, cướp số tiền mặt trị giá khoảng 48 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 17 giờ ra soát, khoanh vùng, đến khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 4, Công an huyện Lập Thạch đã bắt giữ Triệu Văn Thắng. Tại cơ quan công an, Triệu Văn Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông vào nhà dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giả vờ hỏi thuê mặt bằng, sau đó trộm mất chiếc điện thoại của chủ nhà. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 4. Một người đàn ông chạy xe máy đến trước một căn nhà nằm trên đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu một bé gái ra mở cửa để gặp chủ nhà hỏi thuê mặt bằng. Lúc này, người đàn ông giả vờ ngồi xuống nệm, đánh lạc hướng ba đứa trẻ, rồi vòng tay ra phía sau, lấy chiếc điện thoại và rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, anh Huy trở về nhà, trích xuất camera mới phát hiện bị kẻ gian trộm tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 17 tháng 4, Công an thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một TikToker tự xưng Phan Chính Nghĩa kêu gọi biểu tình trước khu du lịch Đại Nam để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là Lê Văn Phụng, 32 tuổi, quê Đồng Tháp. Công an thị xã Tân Uyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng đối với Phụng về hành vi tổ chức xúi dục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng. Trước đó, Phụng có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok đăng video có nội dung kêu gọi ngày 27 tháng 3, tức Chủ nhật, biểu tình tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mới đây, ông C, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày bị khỉ cắn, vết thương ở chân ông vẫn còn đau và sưng. Theo ông C, con khỉ cắn ông là khỉ đực, hiện có trọng lượng khoảng 6-7kg. Con khỉ trên được người thân của ông nuôi khoảng 10 năm trước. Sau khi người thân qua đời, ông đã nuôi con khỉ. Trong lúc ông dắt khỉ ra khỏi chuồng để vệ sinh chuồng và sửa lại chuồng thì bất ngờ bị khỉ cắn nhiều vết ở chân. Tại bệnh viện, ông C được bác sĩ kiểm tra vết thương và tiêm huyết thanh kháng dại. Để đề phòng con khỉ sổng chuồng gây hại cho người khác, ông C quyết định giao con khỉ trên cho cơ quan chức năng. Theo một cán bộ kiểm lâm, khỉ là một trong những động vật có bản năng tự nhiên có thể tấn công gây hại cho con người. Xem qua hình ảnh, con khỉ cắn ông C có đặc điểm của khỉ đuôi lợn thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cùng ngày 16 tháng 4, trao đổi với phóng viên, một vị lãnh đạo chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giao cán bộ liên hệ với ông C để tiếp nhận con khỉ trên. Sáng ngày 17 tháng 4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận cổ vật thắng đấu giá tại nhà đấu giá Banklis ở Barcelona, Tây Ban Nha từ công ty cổ phần tập đoàn Sunshine. Tại lễ tiếp nhận, ông Đinh Chí Hiếu, phó giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sunshine cho biết, sau một chuyến công tác ở Huế, công ty nhận được thông tin về hai món cổ vật là mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần Triều Nguyễn được xác định có niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 gắn liền với đời sống cung đình Triều Nguyễn. Kể từ đó, công ty đã thành lập một nhóm nhân sự tập trung vào tìm hiểu thông tin và tham gia đấu giá hai món cổ vật này. Sau 5 tháng thắng đấu giá, hai món cổ vật trên đã được đưa về Huế an toàn. Để đưa hai món cổ vật nói trên về Việt Nam, công ty đã tốn khoảng 35 tỷ đồng. Sự trở về của hai món cổ vật đã bổ sung vào nguồn cổ vật của một bảo tàng vốn có bề dày lịch sử gần 100 năm gắn bó mật thiết với quần thể kiến trúc cung đình Huế. Vào 8 giờ sáng ngày 17 tháng 4, vé trận U23 Việt Nam, U20 Hàn Quốc được mở bán trực tiếp tại cổng chính nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Trước giờ quay vé mở cửa, bất chấp thời tiết gió mùa, mưa phùn lạnh 18 độ, đã có khoảng hơn 100 người xếp hàng từ lúc 4 giờ sáng. Tại quầy bán vé có 3 mệnh giá, 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng, lần lượt ở các khán đài D, C và B. Quầy vé không bán vé khán đài A. Mỗi khách được mua 2 vé trên mỗi chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Quầy sẽ bán cho đến khi hết vé. Ghi nhận trong sáng nay, chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi mở bán, vé mệnh giá 300.000 đồng ở khán đài B đã hết. Chuyển sang những tin tức thế giới.
Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nước châu Âu đang mất quá nhiều thời gian để chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine ở Mariupol phải đầu hàng trong sáng nay. Bộ Quốc phòng Nga ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Mariupol phải hạ vũ khí bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 17 tháng 4 theo giờ Moscow, khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Trước đó, Nga nói đã xóa sạch tất cả các lực lượng kháng chiến của Ukraine tại khu vực đô thị ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine. Số binh sĩ còn kháng cự, bao gồm cả người Ukraine và người nước ngoài, đang bị bao vây tại nhà máy thép Azovstal. Ngày 16 tháng 4, ông Mikhail Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã than phiền trên mạng xã hội Twitter rằng Ukraine vẫn chưa nhận được số vũ khí họ yêu cầu và thúc giục các nước châu Âu gửi vũ khí. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thiệt hại của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài là 23.367 người. Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Irina Vereshchuk cho biết 700 binh sĩ và hơn 1.000 dân thường Ukraine đang bị Nga bắt giữ, trong đó có hơn một nửa là phụ nữ. Ukraine cũng đang giữ khoảng 700 tù binh Nga. Tổng cộng 1.449 người Ukraine đã sơ tán khỏi các thành phố thông qua hành lang nhân đạo trong ngày 16 tháng 4, ít hơn so với 2.864 người một ngày trước đó. Ukraine tuyên bố vũ khí dùng để tấn công soái hạm Moskva là tên lửa Neptune, được nước này phát triển dựa trên mẫu tên lửa có từ thời Liên Xô. Bộ Quốc phòng Nga thì cho rằng chiến hạm Moskva bị nổ kho đạn sau một vụ cháy nhưng không nói rõ nguyên nhân. Ngày 16 tháng 4, Đô đốc Nikolai Epinov đã gặp thủy thủ đoàn của soái hạm Moskva. Theo video từ Bộ Quốc phòng Nga, các thủy thủ đứng thành hai hàng, số lượng không rõ ràng nhưng ước chừng có khoảng 120 người. Bộ Quốc phòng Nga thông tin trên Telegram cá nhân rằng các thành viên con tàu sẽ tiếp tục phục vụ trong hải quân. Được biết, Moskva là soái hạm của hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine tuyên bố họ đã bắn trúng Moskva bằng tên lửa hành trình Neptune. Tên lửa này do người Ukraine phát triển và được đưa vào sử dụng hồi tháng 8 năm 2020 với tầm bắn khoảng 300 km và có thể mang đầu đạn nặng 150 kg. Trong khi đó, quân đội Nga nói con tàu bị hư hỏng nặng do kho đạn phát nổ và không đề cập tới thông tin con tàu bị Ukraine tấn công. Quân đội Nga cũng chưa công bố thông tin thương vong trên tàu Moskva. Con tàu bị chìm ngày 14 tháng 4 trên Biển Đen. Tàu tuần dương Moskva được hạ thủy vào năm 1979 từ một xưởng đóng tàu ở Ukraine, khi đó là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô. Đêm ngày 16 tháng 4 giờ Việt Nam, ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, sau khi trận đấu trên sân Old Trafford khép lại, Cristiano Ronaldo xin trái bóng từ trọng tài chính Bobby Magley để làm kỷ niệm. Trước khi vào đường hầm, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trao lại kỷ vật cho đồng đội trẻ Alejandro Garnacho. Garnacho sinh năm 2004 và là tiền đạo trẻ của Man United. Trận gặp Norwich cũng là lần đầu tiên cầu thủ người Argentina được đăng ký trong đội hình thi đấu tại Premier League. Chân sút 17 tuổi đang có phong độ ấn tượng trong màu áo đội trẻ MU. Sau 24 lần ra sân ở mùa này, Garnacho đã ghi 10 bàn, kiến tạo 5 lần. Ngày 16 tháng 4, một màn cầu hôn đặc biệt đã diễn ra ở giải vô địch bóng rổ Montenegro khi trọng tài chạy vào sân quỳ gối để cầu hôn nữ cầu thủ Violeta Lazarević. Đó là trận đấu chung kết tranh chức vô địch giữa ZKK Bodonos Bimax với ZKK Podgorica ở giải vô địch bóng rổ nữ Montenegro. Khi cầu thủ hai đội chuẩn bị thi đấu, trọng tài làm nhiệm vụ ở trận này đã bất ngờ đi vào sân, quỳ gối và cầu hôn nữ cầu thủ Violeta Lazarević của câu lạc bộ ZKK Bodonos Bimax. Trước màn cầu hôn bất ngờ, Violeta Lazarević đã gật đầu đồng ý trong sự chúc mừng của tất cả mọi người trên sân. Tiếp theo chương trình là phần cảnh báo về thời tiết.
Hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo khoảng đêm 17 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ nay đến ngày 18 tháng 4, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và có dông, có nơi mưa rất to. Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Ở Bắc Bộ từ nay đến ngày 19 tháng 4, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C, vùng núi từ 13 đến 16 độ C. Ở Bắc Trung Bộ, từ đêm 17 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực Tây và Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.